thưa quý vị hôm nay minh hải miền đông tiếp tục đọc gửi đến quý vị một câu chuyện đầy cay đắng đã xảy ra trong gia đình và giờ đây tôi mong quý vị lắng nghe cũng như là bình luận chia sẻ về câu chuyện này xin chân thành cảm ơn mời quý vị cùng theo dõi Còn vừa rồi Bố tôi nói là mẹ kế bị bệnh nặng Khó qua khỏi Tôi nên về quê thăm bà lần cuối Tôi nói thẳng với bố Giữa mình với bà ấy Không có quan hệ máu mủ gì Không phải thăm non Ngày tôi học đại học Mẹ mất Bố đi thêm bước nữa Điều tôi hận nhất là bố tôi lấy người giúp việc làm vợ Trong suy nghĩ tôi luôn cho rằng hai người ấy đã có tình cảm từ trước khi mẹ mất tôi biết ra cảnh người giúp việc đó chẳng giàu có gì vợ chồng bà ta ly hôn đang phải nuôi hai con nhỏ sau khi lấy bố tôi mẹ kế đưa hai đứa con về sống chung vậy là từ ngày bố cưới vợ mới tôi rất ít khi về thăm nhà mỗi năm tôi chỉ về vào ngày dỗ mẹ đến ngày tết hay nghỉ hè tôi cũng không về mà kiếm việc để làm thêm những lúc bố gọi điện tôi trả lời qua loa cho xong chuyện còn mẹ kế gọi điện tôi không thèm bắt máy ngày tôi cưới vợ chỉ tổ chức ở chỗ làm việc mời bố với chú bác bên nội mà không cho mẹ kế đến tham dự khi tôi có con nhiều lần mẹ kế muốn đến chăm sóc cháu nhưng tôi không có đồng ý những lần bà gửi đồ ngon ở quê cho vợ chồng tôi Tôi tỏ ra rất khó chịu và yêu cầu bà không gửi nữa Tuần vừa rồi Bố tôi nói là mẹ kế bị bệnh rất là nặng, khó qua khỏi Tôi nên về quê thăm bà lần cuối Tôi nói thẳng với bố Giữa mình với bà ấy không có quan hệ máu mủ gì Không phải thăm non Đến khi mẹ kế gọi điện cho vợ tôi cô ấy đã khuyên nhủ suốt hai ngày liền cuối cùng tôi mới chịu về thăm bà lần cuối cho hài lòng mọi người nhìn bà gầy xanh xao lắm tôi cố gắng hỏi han vài câu cho xong chuyện khi trong phòng chỉ còn hai người bà bất ngờ đưa cho tôi một cái hộp nhỏ mẹ kế nói mẹ biết con rất hận người đàn bà này mẹ không tách con trước khi mẹ con mất Bà ấy muốn mẹ lấy bố con để chăm sóc ông ấy Mẹ để con đưa cho mẹ một chiếc hộp có 30 cây vàng Nói là sau này con chính chạc thì giao lại cho con Tôi bảo sao bà không dùng số vàng đó để cho các con ăn học lên đại học Mẹ cái nói sống không dối trá nên chết càng phải trong sạch Bà tha để các con chịu khổ còn hơn phải dùng tới số vàng không phải của mình tôi đã ngã quỵ bên giường mẹ nói lời xin lỗi tôi hứa là sẽ lo cho hai đứa con của bà được học hết đại học chỉ có làm như vậy lòng tôi mới được thanh thản vâng xin kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe câu chuyện thứ hai giật mình khi nghe giọng nói quen thuộc mời mua vé số lúc ngẩn lên nhìn thì vợ chồng tôi đều tái mặt ngày hôm qua gia đình tôi đi ăn tối lúc đang ăn uống vui vẻ thì có người đến chào mua vé số nghe thấy giọng nói rất quen nên vợ chồng tôi giật mình cũng ngẩn mặt lên nhìn dù người mua vé số đeo khẩu trang nhưng đôi mắt đó vợ chồng tôi không thể quên được đó chính là chồng cũ của chị gái tôi tại sao anh lại rơi vào tình cảnh như thế này anh vinh định bỏ chạy nhưng tôi đã kịp nắm tay lại và mời anh ấy ăn một bữa tối vợ chồng tôi cùng mời anh ấy mãi mới chịu ngồi lại lúc anh ấy còn là chồng của chị gái tôi sống trong cảnh sung sướng lắm ngày lấy nhau anh vinh chẳng có gì trong tay còn chị gái tôi kiếm tiền rất là giỏi chị tôi có công ty riêng làm ăn phát đạt sau khi cưới nhau chị gái đã đầu tư rất nhiều tiền cho anh vinh làm lĩnh vực xây dựng khi anh ấy là chủ thầu có những công trình lớn và thu nhập mỗi tháng vài chục tỷ thì anh vinh sinh hư có tiền trong tay anh vinh cặp kè với những cô gái xinh đẹp và bỏ mặc vợ con nhiều lần gia đình nội ngoại hai bên đã khuyên can nhưng anh không nghe cuối cùng anh làm cho một cô gái trẻ có bầu và về nhà bắt chị tôi ký vào đơn ly hôn sau khi chia tay chồng chị tôi suy sụp nguyên một tháng bây giờ đã là ba năm rồi chị tôi đã suy nghĩ thấu đáo quyết ở vậy nuôi con thật tốt và hiện tại cuộc sống gia đình của bốn mẹ con rất là tốt anh vinh đã kể qua loa tình hình hiện tại của anh đang gặp phải sau khi lấy vợ mới chuyện làm ăn của anh liên tục gặp thất bại đầu tư thì nhiều nhưng không thu lãi được vợ ở nhà nuôi con không làm ra tiền mà suốt ngày vòi tiền để mua sắm làm đẹp Đến khi không đáp ứng đủ nhu cầu cho vợ Thì cô ta bỏ đi theo người đàn ông khác Anh Vinh chốt lại một câu Chỉ có vợ mới là người hy sinh vì mình Còn những người đến khi ta đã nhiều tiền Thì họ chỉ yêu tiền chứ yêu gì mình Anh có mắt mà như mù Để rồi giờ trắng tay mới thấy hối hận Vợ tôi bảo anh Vinh về với chị gái nhưng anh từ chối anh nói không có mặt mũi nào nhìn vợ con nữa sau khi ăn xong anh vinh cảm ơn vợ chồng tôi về bữa ăn tối và vội vã rời đi bán nốt những tấm vé số còn lại sai lầm lớn nhất của anh vinh đó là quá tham lam và ảo tưởng về mình cứ nghĩ đổi vợ thì đời sẽ thăng hoa nào ngờ thay vợ thì vận mệnh trở về với cái máng lợn Vâng, xin kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe câu chuyện thứ ba. Vừa xây xong nhà mới, vợ bất ngờ đón mẹ và em tôi tới sống cùng. Biết rõ lý do mà tôi vô cùng nóng mặt. Sau 11 năm phấn đấu không ngừng nghỉ, vợ chồng tôi đã mua được đất và xây được nhà. Tuần vừa rồi chúng tôi đã thu dọn đồ đạc và chuyển đến sống ở nhà mới từ nay gia đình tôi đã thoát được cảnh phải đi thuê phòng trọ ngày hôm qua là ngày nghỉ lúc tôi đi tập thể dục buổi sáng về tôi sừng sốt thấy mẹ và em tôi cùng với rất nhiều đồ đạc để trước cửa nhà tôi nóng mặt hỏi mọi người đến nhà có việc gì sau đó liền mang hết đồ bỏ ra cổng vợ tôi đi chợ về thấy cảnh này vội mang đồ của mọi người chuyển vào nhà cô ấy nói hoàn cảnh của mẹ và em trai tôi hiện tại vô cùng khó khăn không có chỗ nương tựa tôi là con sao lại không giúp đỡ tôi quát vào mặt vợ ngày em mới về làm dâu chính mẹ đã hất hủi em ra ngoài đường đó bà đã bán đất của gia đình đi theo dượng bây giờ không có chỗ nào đi lại về dựa vào chúng ta đó em có biết không vợ tôi nói mẹ rất hối hận về việc ngày xưa đã làm với chúng tôi bây giờ mẹ bị dượng bỏ rơi em trai tuy không cùng cha thì cũng cùng mẹ Vợ tôi không đành lòng nhìn thấy mẹ và em tôi đang lang thang trên đường Nên cô ấy đã đón về Từ lâu tôi đã cắt đứt tình cảm với người mẹ bạc bẽo này Nên dù vợ nói thế nào tôi cũng không có đồng ý Vợ tôi nghẹn ngào nói Em trai tôi bị dị tật Có lớn nhưng không có khôn Hơn một năm nay Mẹ đã phải đưa em khắp nơi để an sinh Sống nhờ vào lòng tốt của mọi người là người ngoài họ còn giúp đỡ mẹ huống chi mẹ đã sinh ra tôi và nuôi dưỡng thành người chẳng lẽ tôi lại cố chấp sai lầm của mẹ mà đối xử bạc bẽo với bà ư bây giờ chúng tôi sống trong nhà cao cửa rộng mà lại để mẹ và em ăn xin ngoài đường sao sau này các con biết được chuyện đó bọn trẻ sẽ nghĩ bố mẹ nó như thế nào chúng ta luôn dạy con phải có hiếu với bố mẹ anh em phải thương yêu nhau vậy mà chúng ta lại không thể thực hiện thì sao làm gương cho các con được chứ những lời vợ nói đúng quá dù tôi rất hận mẹ nhưng tôi không thể để bà và em mình khổ được nữa tôi là con người đạo đức cơ mà sao lại hẹp hòi với chính những người thân của mình được sau đó tôi đã dọn phòng và chuyển đồ của mẹ với em vào trong nhà mới vâng thưa quý vị mong rằng quý vị lắng nghe chia sẻ về ba câu chuyện như thế này. Trong thời gian gần đây, tôi luôn cập nhật trong một video dài khoảng trên 10 phút và trong đó có hai đến ba câu chuyện ngắn. Mong quý vị lắng nghe đến những câu chuyện cuối cùng, tôi rất chân thành cảm ơn. Đến đây tôi xin chào và hẹn gặp lại.